Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Hé lộ cơ hội thắng phiếu phổ thông của ông Trump và bà Harris. Chiến dịch của bà Harris vượt mặt ông Trump về độ chịu chi. Lưỡng đảng Mỹ chuẩn bị cho cuộc chiến dài hơi về kết quả bầu cử 2024. Tỷ phú Elon Musk làm điều đặc biệt giúp ông Trump tái đắc cử. Thưa quý vị, chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày bầu cử. Các cuộc thăm dò cho thấy bà Kamala Harris đang dẫn trước đối thủ Donald Trump về lá phiếu phổ thông. Trong suốt 36 năm qua, chỉ có duy nhất một ứng cử viên Đảng Cộng Hòa giành được chiến thắng phổ thông, đó là cựu Tổng thống George Bush. Hiện tại, các cuộc khảo sát gần đây đều cho thấy ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump khó có khả năng đảo ngược xu hướng này. Tuy nhiên, với việc cựu Tổng thống Mỹ đang dần củng cố vị thế và nhận thêm sự ủng hộ từ cộng đồng cử tri, không thể loại trừ khả năng ông sẽ tái lập thành tích như George Bush. Không có bất kỳ hệ thống thăm dò nào hiện tại cho thấy ông Trump sẽ giành chiến thắng phiếu phổ thông. Trong mô hình của Nate Silver, nhà phân tích bầu cử nổi tiếng, ông Trump chỉ có 24% cơ hội giành được chiến thắng về số phiếu phổ thông, trong khi bà Harris có tới 76%. Các kết quả dự đoán cho thấy ông Trump có thể giành được 48% số phiếu bầu phổ thông so với 51% của bà Harris. Đây là sự giảm sút so với đầu tuần trước, khi vào thời điểm đó, khả năng bà Harris giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu đại cử tri được dự báo ở mức 75%, trong khi của ông Trump là 25%. Trong khi đó, dữ liệu từ nền tảng cá cược trực tuyến Polymarket vào ngày 13 tháng 10 cho thấy cơ hội chiến thắng của ông Trump trong cuộc bỏ phiếu đại cử tri đã tăng từ 27% lên 36%. Còn tỷ lệ của bà Harris giảm từ 71% xuống còn 63%. Tháng vừa qua là thời gian đầy thuận lợi đối với ông Trump trong các cuộc thăm dò. Theo một cuộc khảo sát từ Fox News, được thực hiện từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 10, với 1.110 cử tri đã đăng ký và 870 cử tri có khả năng tham gia bầu cử. Ông Trump đang dẫn trước bà Harris với cách biệt 2 điểm. Ông Trump là 50%, bà Harris là 48% trong biên độ sai số. Con số này thể hiện sự thay đổi đáng kể. Khi chỉ một tháng trước đó, bà Harris còn dẫn trước ông Trump với cách biệt 2 điểm. Ngoài ra, khảo sát từ AC Vote được thực hiện từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 10 cho thấy ông Trump dẫn trước bà Harris 1,2 điểm trên toàn quốc với biên độ sai số 3%. Trước đó, trong khảo sát vào tháng 9, bà Harris dẫn trước với cách biệt 5,4 điểm. Ông Trump cũng đang thu về những tín hiệu tích cực tại các bang dao động. Theo Ryan Clear Politics, bang Michigan đã chuyển sang ủng hộ ông Trump lần đầu tiên kể từ ngày 29 tháng 7. Cùng lúc đó, các bang Nevada và Pennsylvania cũng bắt đầu có xu hướng nghiêng về phía ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Theo khảo sát của 538, tỷ lệ ủng hộ ông Trump tại bang Arizona đã tăng từ 1,1 điểm lên 1,6 điểm và tại Georgia là từ 1,1 điểm lên 1,7 điểm. Ngược lại, số người ủng hộ bà Harris có sự suy giảm nhẹ. Tại các bang Nevada, Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, ở North Carolina, tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm nhẹ từ 0,7 điểm xuống còn 0,5 điểm. Dự báo tuần trước của Nate Silver chỉ ra rằng có đến 19 bang đã chuyển dịch theo hướng có lợi cho ông Trump. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò hiện tại vẫn cho thấy sự cạnh tranh căng thẳng, đặc biệt là ở các bang chiến trường quan trọng, nơi cách biệt giữa hai ứng viên chỉ dao động từ 1 đến 2 điểm. Trong hôm 16 tháng 10, phân tích của Silver cho thấy ông Trump và bà Harris hiện có cơ hội gần như ngang nhau trong cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Trong đó bà Harris đạt 50,1% và ông Trump đạt 49,7%. Cuộc đua đang trở nên gay cấn. Silver nhận xét, với những cuộc thăm dò gần đây cho thấy sự cân bằng tại các bang chiến trường Trung Tây, cuộc đua giờ đây thực sự là 50-50. Theo khảo sát của 538, bà Harris hiện dẫn trước ông Trump 2,4 điểm trên toàn quốc, trong khi theo dự báo của Silver, bà Harris đang dẫn trước với cách biệt 2,8 điểm. Thưa quý vị, bà Kamala Harris bước vào tháng cuối của chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ với mức chi tiêu vượt xa so với đối thủ Donald Trump. Cả hai ứng cử viên đều đã chi hàng chục triệu đô la Mỹ cho quảng cáo trên truyền hình. Bà Kamala Harris và ông Donald Trump đang bám đuổi nhau sát nút trong các cuộc thăm dò ở cả cấp quốc gia và ở các bang chiến trường có thể quyết định người chiến thắng. Phó Tổng thống Kamala Harris đã tạo dựng được lợi thế tài chính đáng kể sau khi chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ hồi tháng 7 năm nay. Theo thông tin được gửi tới Ủy ban Bầu cử Liên bang, chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris cho biết đã chi 270 triệu đô la Mỹ trong tháng 9 vừa qua, chủ yếu là cho quảng cáo.
cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cũng đã chi tổng cộng 78 triệu đô la Mỹ cho quảng cáo trong cùng một thời điểm. Mức độ chịu chi lớn hơn đang giúp cho bà Kamala Harris phủ sóng rộng rãi trên truyền hình trong những ngày cuối cùng trước thềm cuộc bầu cử. Tuy nhiên, điều này có thể không phải là yếu tố quyết định chiến thắng. Trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016, ông Donald Trump đã đánh bại bà Hillary Clinton mặc dù gây quỹ được ít tiền hơn so với ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Trong những tháng gần đây, bà Kamala Harris đã huy động được nhiều tiền hơn ông Donald Trump, chủ yếu từ các nhà tài trợ nhỏ, với 222 triệu đô la Mỹ huy động được trong tháng 9 so với chỉ 63 triệu đô la Mỹ của đối thủ. Tuy nhiên, những người ủng hộ giàu có của ông Donald Trump, trong đó có tỷ phú Elon Musk, đã đầu tư nguồn lực đáng kể vào các nhóm liên minh với cựu Tổng thống. Theo hồ sơ riêng gửi Ủy ban Bầu cử Liên bang, một trong những nhóm đồng minh lớn nhất của cựu Tổng thống cho biết đã nhận được khoản đóng góp 25 triệu đô la Mỹ vào tháng 9 từ tỷ phú bảo thủ Timothy Mellon. Theo The Guardian, trong ngày 16 tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có cuộc phỏng vấn với nhà báo Bret Baier trên đài Fox News, nơi được coi là sân nhà của ông Donald Trump. Nhà báo của Fox News hỏi bà Harris rằng liệu bà có làm điều gì khác biệt so với chính quyền đương nhiệm hay không, đề cập tới việc Đảng Cộng hòa đang cố liên hệ bà Harris với chính sách của ông Biden. Bà Harris cho biết, hãy để tôi nói rõ ràng, nhiệm kỳ của tôi sẽ không phải là sự tiếp nối của chính quyền Tổng thống Biden. Giống như mọi tổng thống khác, tôi sẽ mang trải nghiệm sống, kinh nghiệm công việc và những ý tưởng mới tới Nhà Trắng. Tôi là người đại diện cho một thế hệ lãnh đạo mới. Theo hãng NBC News, trong ngày 20 tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình MSNBC. Tại đây, bà Harris tuyên bố rằng ông Donald Trump không xứng đáng trở thành Tổng thống vì sự thiếu chuẩn mực. Phó Tổng thống Harris nhấn mạnh những bình luận có phần khó nghe của ông Trump đã làm suy giảm uy tín của Washington trên trường quốc tế. Theo CNN, ngày 20 tháng 10 cũng là sinh nhật lần thứ 60 của bà Harris và đội ngũ tranh cử của Phó Tổng thống đã không bỏ lỡ cơ hội để công kích ứng cử viên của Đảng Cộng hòa. Đội ngũ của bà Harris cho biết, hãy nhớ rằng bà Harris trẻ hơn ông Trump 18 tuổi. Ông Trump đang ngày càng trở nên bất ổn và mất kiểm soát. Người dân Mỹ xứng đáng có một nhà lãnh đạo tốt hơn. Ở chiều ngược lại, cựu Tổng thống Donald Trump đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới bà Harris thông qua mạng xã hội. Ông Trump sau đó cũng lặp lại điều này trong sự kiện vận động tranh cử tại bang Pennsylvania. Ông Trump nói, tôi muốn chúc bà Harris một sinh nhật lần thứ 60 vui vẻ. Tôi thực sự có ý đó và nhiều hơn thế nữa. Thưa quý vị, tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang Georgia, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump, người vẫn từ chối chấp nhận rằng ông đã thua Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử vào năm 2020 cho biết, ông muốn chiến thắng vào ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 tới, phải áp đảo đến mức không thể gian lận. Tuy nhiên, bất kể khoảng cách chiến thắng rộng đến bao nhiêu, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đều đang sẵn sàng tinh thần, chuẩn bị cho một cuộc chiến pháp lý có khả năng kéo dài liên quan đến kết quả bầu cử sau khi được công bố. Hàng chục vụ kiện có thể tạo tiền đề cho các thách thức sau khi quy trình kiểm phiếu diễn ra. Trong lịch sử bầu cử, các vụ kiện trước đây phần lớn đều do Đảng Cộng hòa và các đồng minh của họ đệ trình. Nhiều vụ kiện liên quan đến các cáo buộc bỏ phiếu qua thư, lá phiếu từ cử tri ở nước ngoài và các khiếu nại về việc bỏ phiếu của những người không phải là công dân Mỹ. Trong khi cựu Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần từ chối tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ chấp nhận kết quả của năm nay, thì Đảng Dân Chủ cũng lên tiếng cảnh báo có thể từ chối chứng nhận kết quả hợp lệ và thúc đẩy kiện tụng. Mặc dù từ lâu các cuộc chiến giữa các đảng về luật bỏ phiếu đã là một phần của các chiến dịch tranh cử Tổng thống, song các vụ kiện tụng bầu cử đã tăng vọt trong những năm gần đây. Theo luật sư Đảng Dân Chủ Mark Elias, người sáng lập nhóm theo dõi các vụ kiện tụng bầu cử Democracy Docket, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử, khoảng 180 vụ kiện bỏ phiếu và bầu cử đã được đệ trình trong năm nay. Tỷ lệ các vụ kiện liên quan đến bầu cử đã tăng gần gấp 3 lần kể từ năm 2020 khi Tòa án tối cao bỏ phiếu với tỷ lệ 5-4 để giải quyết cuộc bầu cử có lợi cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa George W. Bush thay vì ứng cử viên Đảng Dân chủ Al Gore. Những thay đổi đối với các quy định tài trợ cho chiến dịch tranh cử cách đây một thập kỷ cũng cho phép các nhà tài trợ cung cấp cho các đảng một khoản tiền mặt khổng lồ dành riêng cho các cuộc chiến pháp lý. Các vụ kiện tụng bầu cử ngày nay không phải lúc nào cũng là về việc giành chiến thắng tại tòa án, mà còn gửi một thông điệp chính trị để khích lệ các nhà tài trợ. Rebecca Green, giáo sư tại trường luật William & Mary, kiêm chuyên gia về luật bầu cử cho biết,
nó đã trở thành một phần của chiến dịch để thể hiện bản thân trước tòa án. Việc thư kiện của các chiến dịch sẽ thu hút sự chú ý và mang ý nghĩa lớn về mặt truyền thông. Đầu năm nay, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa đã khởi động chương trình chưa từng có về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử, với kế hoạch có 100.000 tình nguyện viên và luật sư tại các tiểu bang chiến trường quan trọng như một phần của cam kết đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong cuộc bầu cử năm 2024. Claire Jung, giám đốc truyền thông về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa cho biết, nỗ lực bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử của ứng cử viên Trump là nhằm bảo vệ mọi lá phiếu hợp pháp, giảm thiểu các mối đe dọa đối với quá trình bỏ phiếu và bảo vệ cuộc bầu cử. Trong khi Đảng Dân Chủ tiếp tục can thiệp vào cuộc bầu cử của Tổng thống Trump và người dân Mỹ, hoạt động của chúng tôi đang đối đầu với các âm mưu của họ và chuẩn bị cho tháng 11. Cuộc chiến quan trọng nhất tại tòa án có thể là về các quy định chứng nhận phiếu bầu. Có một quy trình xem xét mới, nhanh hơn đối với các tranh chấp chứng nhận theo các bản cập nhật của đạo luật cải cách số phiếu bầu do Quốc hội thông qua vào năm 2022. Tuần trước tại bang Georgia, một thẩm phán đã tuyên bố 7 quy định bầu cử mới do Hội đồng bầu cử tiểu bang thông qua gần đây là bất hợp pháp, vi hiến và vô hiệu. Trong đó có một quy định yêu cầu số lượng lá phiếu phải được đếm thủ công sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Một quy định khác yêu cầu các quan chức của quận phải tiến hành cuộc điều tra hợp lý trước khi chứng nhận kết quả, nhưng không nêu rõ điều đó có nghĩa là gì. Thưa quý vị, tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang Georgia, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump, người vẫn từ chối chấp nhận rằng ông đã thua Tổng thống Joe Biden trong cuộc bầu cử vào năm 2020 cho biết, ông muốn chiến thắng vào ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 tới, phải áp đảo đến mức không thể gian lận. Tuy nhiên, bất kể khoảng cách chiến thắng rộng đến bao nhiêu, Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đều đang sẵn sàng tinh thần, chuẩn bị cho một cuộc chiến pháp lý có khả năng kéo dài liên quan đến kết quả bầu cử sau khi được công bố. Hàng chục vụ kiện có thể tạo tiền đề cho các thách thức sau khi quy trình kiểm phiếu diễn ra. Trong lịch sử bầu cử, các vụ kiện trước đây phần lớn đều do Đảng Cộng hòa và các đồng minh của họ đệ trình. Nhiều vụ kiện liên quan đến các cáo buộc bỏ phiếu qua thư, lá phiếu từ cử tri ở nước ngoài và các khiếu nại về việc bỏ phiếu của những người không phải là công dân Mỹ. Trong khi cựu Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần từ chối tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ chấp nhận kết quả của năm nay, thì Đảng Dân Chủ cũng lên tiếng cảnh báo có thể từ chối chứng nhận kết quả hợp lệ và thúc đẩy kiện tụng. Mặc dù từ lâu các cuộc chiến giữa các đảng về luật bỏ phiếu đã là một phần của các chiến dịch tranh cử Tổng thống, song các vụ kiện tụng bầu cử đã tăng vọt trong những năm gần đây. Theo luật sư Đảng Dân Chủ Mark Elias, người sáng lập nhóm theo dõi các vụ kiện tụng bầu cử Democracy Docket, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử, khoảng 180 vụ kiện bỏ phiếu và bầu cử đã được đệ trình trong năm nay. Tỷ lệ các vụ kiện liên quan đến bầu cử đã tăng gần gấp 3 lần kể từ năm 2020 khi Tòa án tối cao bỏ phiếu với tỷ lệ 5-4 để giải quyết cuộc bầu cử có lợi cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa George W. Bush thay vì ứng cử viên Đảng Dân Chủ Al Gore. Những thay đổi đối với các quy định tài trợ cho chiến dịch tranh cử cách đây một thập kỷ cũng cho phép các nhà tài trợ cung cấp cho các đảng một khoản tiền mặt khổng lồ dành riêng cho các cuộc chiến pháp lý. Các vụ kiện tụng bầu cử ngày nay không phải lúc nào cũng là về việc giành chiến thắng tại tòa án, mà còn gửi một thông điệp chính trị để khích lệ các nhà tài trợ. Rebecca Green, giáo sư tại trường luật William & Mary, kiêm chuyên gia về luật bầu cử cho biết, nó đã trở thành một phần của chiến dịch để thể hiện bản thân trước tòa án. Việc thư kiện của các chiến dịch sẽ thu hút sự chú ý và mang ý nghĩa lớn về mặt truyền thông. Đầu năm nay, Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa đã khởi động chương trình chưa từng có về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử, với kế hoạch có 100.000 tình nguyện viên và luật sư tại các tiểu bang chiến trường quan trọng như một phần của cam kết đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong cuộc bầu cử năm 2024. Claire Jung, giám đốc truyền thông về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa cho biết, nỗ lực bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử của ứng cử viên Trump là nhằm bảo vệ mọi lá phiếu hợp pháp, giảm thiểu các mối đe dọa đối với quá trình bỏ phiếu và bảo vệ cuộc bầu cử. Trong khi Đảng Dân Chủ tiếp tục can thiệp vào cuộc bầu cử của Tổng thống Trump và người dân Mỹ, hoạt động của chúng tôi đang đối đầu với các âm mưu của họ và chuẩn bị cho tháng 11. Cuộc chiến quan trọng nhất tại tòa án có thể là về các quy định chứng nhận phiếu bầu. Có một quy trình xem xét mới, nhanh hơn đối với các tranh chấp chứng nhận theo các bản cập nhật của đạo luật cải cách số phiếu bầu do Quốc hội thông qua vào năm 2022. Tuần trước tại bang Georgia, một thẩm phán đã tuyên bố 7 quy định bầu cử mới do Hội đồng bầu cử tiểu bang thông qua gần đây là bất hợp pháp, vi hiến và vô hiệu. Trong đó có một quy định yêu cầu số lượng lá phiếu phải được đếm thủ công sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. Một quy định khác yêu cầu các quan chức của quận phải tiến hành cuộc điều tra hợp lý trước khi chứng nhận kết quả, nhưng không nêu rõ điều đó có nghĩa là gì.
Ông Trump cảnh báo khả năng kiện CBS vì đài truyền hình này đã chỉnh sửa một phần cuộc phỏng vấn với Phó Tổng thống Harris. Tờ The Hill ngày 18 tháng 10 cho biết, ứng viên Tổng thống Cộng hòa Donald Trump mới đây đã cảnh báo về khả năng kiện đài truyền hình CBS vì cho rằng đài này đã chỉnh sửa nội dung phỏng vấn với bà Harris trong chương trình 60 Minutes. Ông Trump cho biết, tôi nghĩ tôi sẽ kiện CBS, ngay cả khi họ cố bào chữa và thắng kiện, đây vẫn là một nỗi hổ thẹn. Tiếc là truyền thông lại không gây áp lực về vấn đề này, CBS nên bị tước giấy phép và dừng phát sóng chương trình 60 Minutes. Vào ngày 6 tháng 10, đài CBS đã đăng tải chương trình phát sóng có bà Harris nhưng đã biên tập nhằm lược bỏ phần trả lời của Phó Tổng thống về vấn đề Gaza. Đài này sau đó đã công bố văn bản ghi chép của phỏng vấn và phần trả lời về tình hình Trung Đông của bà Harris bị đánh giá là lan man và không rõ ràng. Trước đó, ông Trump và nhiều nghị sĩ Cộng hòa đã cáo buộc CBS cắt bớt cuộc phỏng vấn nhằm tăng cường uy tín cho bà Harris. Ông Trump nói thêm, bà Harris phản ứng chậm chạp, trình bày không mạch lạc và không đủ tiêu chuẩn để trở thành Tổng thống. Hãy đăng tải toàn bộ đoạn phỏng vấn vì lợi ích của nước Mỹ. Về phía bà Harris, đội ngũ của Phó Tổng thống nói rằng họ không can thiệp vào cách sản xuất nội dung của CBS. Theo kết quả khảo sát sau khi chương trình 60 Minutes được phát sóng, có 53% khán giả cho rằng đài CBS đã chỉnh sửa cuộc phỏng vấn để bảo vệ hình ảnh cho bà Harris. Phó Tổng thống Harris phản bác tuyên bố thù trong của ông Trump. Phó Tổng thống Kamala Harris đã lên án mạnh mẽ ứng viên Cộng hòa Donald Trump vì kêu gọi quân đội Mỹ chống lại kẻ thù bên trong vào ngày bầu cử. Theo CNN, trong ngày 14 tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lên tiếng chỉ trích ứng viên Cộng hòa Donald Trump vì những bình luận liên quan tới kẻ thù bên trong. Bà Harris cho biết, mọi người đã nghe ông Trump nói về kẻ thù bên trong, dường như ông ta muốn ám chỉ những ai không ủng hộ mình là kẻ thù của nước Mỹ. Ông ấy muốn quân đội đối phó họ, và tôi biết ông ấy đang nhắm tới ai. Ông Trump muốn tấn công những nhà báo mà ông ta không ưa, muốn tấn công những viên chức từ chối tìm kiếm thêm phiếu bầu cho ông ta. Bà Harris nhấn mạnh rằng, nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump là rủi ro lớn với nước Mỹ và những lời hứa hẹn của cựu Tổng thống Mỹ đều tiềm ẩn nguy cơ. Thống đốc Minnesota Tim Walz, phó tướng của bà Harris, cũng đã chỉ trích ông Trump vì vấn đề này. Ông Walz nói, là một người từng mặc quân phục, việc ông Trump muốn sử dụng vệ binh quốc gia và quân đội để chống lại các đối thủ chính trị khiến tôi buồn nôn. Trước đó, ông Trump đã gợi ý về việc triển khai quân đội hoặc vệ binh quốc gia để đối phó kẻ thù bên trong khi ngày bầu cử diễn ra. Ông Trump tuyên bố, chúng ta có một số đối tượng tồi tệ, lệch lạc, những kẻ cực đoan bên trong nước Mỹ. Tôi nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng xử lý bởi lực lượng vệ binh quốc gia nếu cần thiết, hay bởi quân đội nếu thật sự cần thiết. Mặc dù còn tới hơn 2 tuần nữa mới tới ngày tổng tuyển cử, nhưng đã có gần 9 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm tại nhiều bang, bao gồm các bang chiến trường quan trọng ở Mỹ. Theo số liệu của trường đại học Florida, tính tới ngày 17 tháng 10, đã có hơn 8,8 triệu cử tri bỏ phiếu sớm ở Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào ngày 5 tháng 11. Dữ liệu bầu cử cho thấy số lượng cử tri lựa chọn bỏ phiếu sớm đã gia tăng nhanh chóng và lần đầu tiên vượt qua con số người đi bầu cử trong ngày tổng tuyển cử năm 2020. Một số bang ở Mỹ cho phép cử tri bỏ phiếu trắng, vắng mặt, cách bỏ phiếu vào hòm tại một số địa điểm nhất định hoặc bầu cử trực tiếp tại văn phòng bầu cử trước ngày 5 tháng 11. Các bang khác và đặc khu Colombia sẽ có các điểm bỏ phiếu nơi cử tri sử dụng máy bầu cử để bỏ phiếu trong những tuần trước ngày tổng tuyển cử. Các chuyên gia về khoa học chính trị cho rằng, việc bỏ phiếu sớm sẽ giúp giảm thời gian sắp xếp thời gian của ngày tổng tuyển cử và cho phép cử tri có thêm lựa chọn trong việc bỏ phiếu. Cho đến thời điểm hiện tại, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa bà Harris và ông Trump diễn ra khá cân bằng và đầy kịch tính. Trong các cuộc thăm dò mới nhất, đương kim Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn đang dẫn trước đối thủ của mình nhưng khoảng cách vẫn còn đang có xu hướng ngày càng thu hẹp lại. Kết quả thăm dò công bố hôm qua của Economist phối hợp với YouGov thực hiện, bà Harris tiếp tục dẫn trước với khoảng cách 4%, có 51% số người ủng hộ so với 47% số người ủng hộ ông Trump. Trong khi đó, khoảng 2% số cử tri đã đăng ký cho biết họ chưa quyết định bầu cho ai. Đối với nhóm cử tri độc lập, có 46% ủng hộ bà Harris, 42% ủng hộ ông Trump. Tuy nhiên, số người chưa qua quyết định lên đến 12%. Trong các cuộc thăm dò của Morning Consult, ABC, IPSOS, CNN, bà Harris tiếp tục dẫn trước với khoảng cách từ 2 đến 4%. Tuy nhiên, động lực chiến thắng của bà Harris dường như đang có tỷ lệ giảm sút
khi tỷ lệ người ủng hộ đang có xu hướng giảm dần so với các cuộc thăm dò trước đây. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump dường như đang dần ổn định và có các bước tiến đáng ghi nhận. Trong cuộc thăm dò của Fox News công bố hôm 16 tháng 10, ông Trump đã lấy lại được vị trí dẫn trước bà Harris sau khi để thua trong các cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 9. Ngoài ra, ông Trump cũng đón nhận các tín hiệu tích cực khi tỷ lệ ủng hộ đối với bà Harris đang có xu hướng giảm dần và ở mức thấp nhất so với các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ. Trước đây trong nhóm cử tri, ví dụ như người gốc Latin, vốn được xem là căn cứ vững chắc của đảng này. Dự kiến cuộc bầu cử sẽ được quyết định tại 7 bang chiến trường, thậm chí là hẹp hơn, chỉ khoảng 2-3 bang, có thể là Wisconsin, Pennsylvania. Các chuyên gia giới chính trị tại Mỹ cũng nhận định, cuộc bầu cử năm nay được xem là cạnh tranh nhất khi đa số dự báo cuộc chiến dịch tranh cử vẫn ở mức 50-50. Tỷ phú Elon Musk cam kết tặng 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày cho bất kỳ ai ký vào bản kiến nghị trực tuyến của ông từ giờ cho tới khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra. Việc tặng quà này là một phần trong nỗ lực của người giàu nhất thế giới nhằm giúp cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp diễn ra. Theo tờ Hill và Sky News, ông chủ Tesla hậu thuẫn cho America PAC, một ủy ban hành động chính trị mà ông thành lập để ủng hộ nỗ lực vào Nhà Trắng của ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, tỷ phú Elon Musk viết, mỗi ngày, kể từ giờ tới ngày 5 tháng 11, America PAC sẽ trao tặng 1 triệu đô la Mỹ cho bất kỳ ai ở các bang dao động ký vào kiến nghị của chúng tôi để ủng hộ quyền tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng mọi người ở các tiểu bang dao động đều biết về thông tin này. Bản kiến nghị nêu, tu chính án thứ nhất và thứ hai của Hiến pháp đảm bảo quyền tự do ngôn luận và tự do sở hữu vũ khí. Với việc ký tên vào đây, tôi bày tỏ sự ủng hộ của mình với hai văn bản này. Số tiền 1 triệu đô la Mỹ đầu tiên đã được trao cho một người đàn ông tên là John Dreher trong một sự kiện vận động tranh cử ở Pennsylvania vào ngày 19 tháng 10. Theo bảng xếp hạng của Forbes, Elon Musk là người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản là 274 tỷ đô la Mỹ. Vì vậy, số tiền 17 triệu đô la Mỹ mà ông tuyên bố sẽ cho đi chỉ là một phần rất nhỏ trong khối tài sản của ông. Tờ The Hill viết, tỷ phú Elon Musk đã đóng vai trò như một loa phóng thanh cho những suy nghĩ, giọng điệu và lời lẽ của ông Trump trên các mạng xã hội như X. Kể từ tháng 7, ông Elon Musk đã đóng góp ít nhất 75 triệu đô la Mỹ cho America PAC, khiến nhóm hành động chính trị này trở thành một phần quan trọng trong chiến dịch tái tranh cử của ông Trump. America PAC là một trong số nhiều ủy ban hành động chính trị lớn ở Mỹ. Các nhà lập pháp Mỹ như Thượng nghị sĩ John Fetterman đã thừa nhận rằng tỷ phú Elon Musk có thể thu hút được nhóm nhân khẩu mà Đảng Dân Chủ khó có thể tiếp cận. Cựu Tổng thống Donald Trump đã nói sẽ trao cho tỷ phú Elon Musk một công việc trong chính phủ nếu tái đắc cử. Theo báo Pháp Le Monde, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là không có phản đối đáng kể nào trong việc mời Kiev gia nhập NATO. Và nếu bà Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11, Mỹ có thể bắt đầu thực hiện các bước theo hướng đó. Tổng thống Biden đã có chuyến thăm ngắn ngày tới Berlin vào ngày 18 tháng 10 để thảo luận với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer về các vấn đề hiện tại liên quan đến Ukraine và Trung Đông. Đối với Ukraine, bốn nhà lãnh đạo đã tìm cách phối hợp các phản ứng của họ đối với kế hoạch chiến thắng mà Tổng thống Ukraine Zelensky đã trình bày với họ trong những tuần gần đây. Đứng đầu danh sách các chủ đề nhạy cảm là lời mời Kiev gia nhập NATO. Tổng thống Ukraine tin rằng lời mời như vậy, lý tưởng nhất, có thể đến trước tháng 12 và kết thúc nhiệm kỳ của ông Joe Biden. Nhưng việc Ukraine hội nhập vào NATO tốt nhất sẽ trở thành hiện thực sau khi cuộc xung đột kết thúc. Tờ Le Monde lưu ý cho đến nay, Mỹ và Đức đang ngăn chặn mọi triển vọng mở rộng NATO bao gồm cả Ukraine, trong khi Pháp và Anh lại có thiện chí hơn với ý tưởng này. Tuy nhiên, theo một số báo cáo, người Mỹ không còn có bất kỳ phản đối cơ bản nào đối với việc mời Ukraine gia nhập liên minh. Người ta cho rằng nếu bà Kamala Harris thắng, ông Joe Biden có thể có hành động cụ thể về vấn đề này. Một nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết, nếu bà Kamala Harris đắc cử, rất có thể ông Biden sẽ đi theo hướng này trong giai đoạn chuyển tiếp trước lễ nhậm chức của Tổng thống mới. Nếu là ông Trump, lập luận này không còn áp dụng được nữa và dù là sáng kiến nhỏ nhất của ông Biden có nguy cơ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Các nguồn lạc quan nhất tin rằng sự thay đổi trong lập trường của Mỹ cũng có thể dẫn đến sự thay đổi trong đường lối không khoan nhượng của nước Đức. Tuy nhiên, bốn nhà lãnh đạo họp tại Berlin không thể giải quyết những vấn đề này một cách độc lập. Quyết định này cần có sự đồng thuận của tất cả 32 thành viên NATO. Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary và Slovakia có thể sẽ phản đối bất kỳ động thái nhanh chóng nào hướng tới mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Kiev và Liên minh. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã nhấn mạnh rằng ông kinh hoàng trước kế hoạch chiến thắng của Volodymyr Zelensky, điểm đầu tiên trong đó kêu gọi mời ngay Ukraine gia nhập NATO. Trước đó bình luận về kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky,
Nhà Trắng tuyên bố rằng NATO không có sự đồng thuận về việc Ukraine gia nhập Liên minh. Tuy nhiên, trong chuyến thăm Kiev vào ngày 19 tháng 10, Jean-Noël Peyrot, Bộ trưởng châu Âu và Ngoại giao Pháp cho biết, quốc gia này sẵn sàng đón nhận ý tưởng mời Ukraine gia nhập NATO. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, đang dẫn trước đối thủ của Đảng Dân Chủ là bà Kamala Harris ở cả 7 bang chiến địa, nhưng với khoảng cách không đáng kể. Các bang chiến địa là những bang không có xu hướng nhất quán bỏ phiếu cho các ứng cử viên của một trong hai đảng, Cộng Hòa hoặc Dân Chủ, và thường là những bang có vai trò quyết định kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, các bang thuộc nhóm này gồm Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Bắc Carolina, Georgia, Arizona và Nevada. Theo phân tích các kết quả thăm dò mới nhất do chuyên trang khảo sát RealClearPolitics.com thực hiện, tính trung bình ở 7 bang này, 48,3% số người được hỏi sẵn sàng ủng hộ ông Trump, cao hơn một chút so với mức 47,5% cho biết sẽ bỏ phiếu cho bà Harris. Cụ thể, ông Trump đang dẫn trước bà Harris 1,4% ở Arizona và 1,1% ở Georgia. Tại Bắc Carolina, cựu Tổng thống Mỹ đang dẫn trước bà Harris 1%, tại Michigan là 0,9%, tại Nevada và Pennsylvania là 0,5%, và tại Wisconsin là 0,1%. Vào cuối tuần qua, các ứng cử viên đã ráo riết thực hiện chiến dịch vận động tranh cử tại bang Michigan. Đây được đánh giá là bang có mức độ cạnh tranh gay gắt nhất khi các kết quả thăm dò chỉ ra hai ứng cử viên đang bám đuổi nhau sát sao về tỷ lệ cử tri ủng hộ. Ông Trump tranh thủ vận động sự ủng hộ từ nhóm cử tri người Mỹ gốc Ả Rập ở Michigan khi nhóm này bất đồng với chính sách của Đảng Dân Chủ cầm quyền liên quan đến cuộc chiến ở giải Gaza hiện nay. Với nhóm cử tri này, ông Trump khẳng định mong muốn hòa bình ở Trung Đông và sự lãnh đạo ở Washington góp phần đạt được mục tiêu này. Trong khi đó, bà Harris cũng chào đón các thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập đến sự kiện vận động của mình. Với những phát biểu hướng sự chú ý tới triển vọng hòa bình tại Trung Đông, sau khi có thông tin một thủ lĩnh của lực lượng Hamas, Yahya Sinwar thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. Bang Trung Tây này có khoảng 8,4 triệu cử tri và sẽ mang về cho người chiến thắng 15 phiếu đại cử tri trong số 270 phiếu cần thiết để giành chiến thắng chung cuộc. Đây có thể là một con số quyết định. Ông Trump từng giành chiến thắng tại bang Michigan với 11.000 phiếu bầu vào năm 2016. Năm 2020, cũng tại bang này, ông bị đối thủ từ Đảng Dân Chủ là đương kim Tổng thống Joe Biden đánh bại với 155.000 phiếu bầu. Theo cuộc thăm dò của Reuters Ipsos, trên toàn quốc, lợi thế dẫn trước của bà Harris đã thu hẹp từ mức khoảng 7% vào cuối tháng 9 xuống còn khoảng 3%. Trước đó ít ngày, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã từ chối tham gia cuộc tranh luận lần thứ hai với đối thủ Kamala Harris. Ông Trump viết trên trang Truth Social, "Đã quá muộn, quá trình bỏ phiếu đã bắt đầu nên sẽ không có trận tái đấu nào. Ngoài ra, bà Kamala đã tuyên bố sẽ không làm gì khác với những gì mà ông Biden đã làm, vì vậy không có gì để tranh luận nữa." Trước đó, kênh truyền hình Fox News đã mời ông Trump và bà Harris tham gia vào cuộc tranh luận vào ngày 24 và 27 tháng 10. Cựu Tổng thống Mỹ lưu ý rằng ông đã chấp nhận lời mời của Fox News để tranh luận với bà Kamala Harris vào ngày 4 tháng 9, nhưng bà ấy đã từ chối. Ông cũng khoe tỷ lệ ủng hộ của các cử tri, thậm chí ở cả các bang chiến trường, nói rằng ông đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò và ngày càng bỏ xa bà Harris. Thưa quý vị, ông Trump cảnh báo khả năng kiện CBS vì đài truyền hình này đã chỉnh sửa một phần cuộc phỏng vấn với Phó Tổng thống Harris. Tờ The Hill ngày 18 tháng 10 cho biết, ứng viên Tổng thống Cộng hòa Donald Trump mới đây đã cảnh báo về khả năng kiện đài truyền hình CBS vì cho rằng đài này đã chỉnh sửa nội dung phỏng vấn với bà Harris trong chương trình 60 Minutes. Ông Trump cho biết, "Tôi nghĩ tôi sẽ kiện CBS, ngay cả khi họ cố bào chữa và thắng kiện. Đây vẫn là một nỗi hổ thẹn. Tiếc là truyền thông lại không gây áp lực về vấn đề này. CBS nên bị tước giấy phép và dừng phát sóng chương trình 60 Minutes. Vào ngày 6 tháng 10, đài CBS đã đăng tải chương trình phát sóng có bà Harris nhưng đã biên tập nhằm lược bỏ phần trả lời của Phó Tổng thống về vấn đề Gaza. Đài này sau đó đã công bố văn bản ghi chép của phỏng vấn và phần trả lời về tình hình Trung Đông của bà Harris bị đánh giá là lan man và không rõ ràng. Trước đó, ông Trump và nhiều nghị sĩ Cộng hòa đã cáo buộc CBS cắt bớt cuộc phỏng vấn nhằm tăng cường uy tín cho bà Harris. Ông Trump nói thêm, bà Harris phản ứng chậm chạp, trình bày không mạch lạc và không đủ tiêu chuẩn để trở thành tổng thống, hãy đăng tải toàn bộ đoạn phỏng vấn vì lợi ích của nước Mỹ.
Về phía bà Harris, đội ngũ của Phó Tổng thống nói rằng họ không can thiệp vào cách sản xuất nội dung của CBS. Theo kết quả khảo sát sau khi chương trình 60 Minutes được phát sóng, có 53% khán giả cho rằng đài CBS đã chỉnh sửa cuộc phỏng vấn để bảo vệ hình ảnh cho bà Harris. Phó Tổng thống Harris phản bác tuyên bố thù trong của ông Trump. Phó Tổng thống Kamala Harris đã lên án mạnh mẽ ứng viên Cộng hòa Donald Trump vì kêu gọi quân đội Mỹ chống lại kẻ thù bên trong vào ngày bầu cử. Theo CNN, trong ngày 14 tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lên tiếng chỉ trích ứng viên Cộng hòa Donald Trump vì những bình luận liên quan tới kẻ thù bên trong. Bà Harris cho biết, mọi người đã nghe ông Trump nói về kẻ thù bên trong, dường như ông ta muốn ám chỉ những ai không ủng hộ mình là kẻ thù của nước Mỹ. Ông ấy muốn quân đội đối phó họ, và tôi biết ông ấy đang nhắm tới ai. Ông Trump muốn tấn công những nhà báo mà ông ta không ưa, muốn tấn công những viên chức từ chối tìm kiếm thêm phiếu bầu cho ông ta. Bà Harris nhấn mạnh rằng, nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump là rủi ro lớn với nước Mỹ và những lời hứa hẹn của cựu Tổng thống Mỹ đều tiềm ẩn nguy cơ. Thống đốc Minnesota Tim Walz, phó tướng của bà Harris, cũng đã chỉ trích ông Trump vì vấn đề này. Ông Walz nói, là một người từng mặc quân phục, việc ông Trump muốn sử dụng vệ binh quốc gia và quân đội để chống lại các đối thủ chính trị khiến tôi buồn nôn. Trước đó, ông Trump đã gợi ý về việc triển khai quân đội hoặc vệ binh quốc gia để đối phó kẻ thù bên trong khi ngày bầu cử diễn ra. Ông Trump tuyên bố, chúng ta có một số đối tượng tồi tệ, lệch lạc, những kẻ cực đoan bên trong nước Mỹ. Tôi nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng xử lý bởi lực lượng vệ binh quốc gia nếu cần thiết, hay bởi quân đội nếu thật sự cần thiết. Theo hãng tin RT, trong ngày 8 tháng 10, tỷ phú Elon Musk đã có cuộc phỏng vấn với nhà báo người Mỹ Tucker Carlson trên mạng xã hội X, tập trung vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11. Mở đầu cuộc phỏng vấn, ông Carlson đặt giả thuyết về những gì có thể xảy ra nếu phó tổng thống Mỹ Kamala Harris là người chiến thắng trong cuộc đua Nhà Trắng tới đây. Nhà báo Mỹ nói, nếu bà Harris thắng thì tôi nghĩ là anh sẽ gặp rắc rối. Ông Musk cười đáp, nếu ông Trump thua thật thì tôi tiêu đời rồi. Anh nghĩ thời gian tôi phải ngồi tù là bao lâu? Liệu tôi còn có thể gặp lại các con của mình? Tôi không biết nữa. Tỷ phú Mỹ nhấn mạnh, ông ủng hộ cựu Tổng thống Trump là do không đồng tình với chính quyền mà Phó Tổng thống Harris đại diện. Ông Musk cũng nhắc lại bài đăng gây tranh cãi về nỗ lực ám sát bà Harris hiện đã bị xóa bỏ. Ông Musk nói, một số người cố tình cáo buộc tôi kêu gọi ám sát bà Harris, nhưng chẳng có lý do gì để ám sát một con rối. Bà Harris sẽ đọc bất cứ điều gì hiện lên trên máy nhắc chữ, nên những ai điều khiển máy nhắc chữ mới là người có quyền lực. Theo tỷ phú Elon Musk, ông sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp ông Trump có thể thắng cử. Ông chủ SpaceX cũng xác nhận đã thảo luận để trở thành người đứng đầu một ủy ban độc lập nhằm kiểm soát hiệu quả hoạt động của chính phủ tương lai. Theo truyền thông Mỹ, ông Musk thừa nhận là người theo trường phái ôn hòa, nhưng đã có nhiều động thái ủng hộ ông Trump kể từ tháng 7. Mới đây, ông Musk cũng xuất hiện trong sự kiện tranh cử của ông Trump tại Butler, Pennsylvania. Ngày 17 tháng 10, nhiều điểm bầu cử đã mở cửa cho các cử tri đến bỏ phiếu sớm tại bang chiến địa North Carolina, chỉ vài tuần sau khi bão Helene đổ bộ vào Mỹ gây thiệt hại nặng về người và tài sản. Giám đốc điều hành Hội đồng bầu cử bang Karen Brinson Bell cho biết hơn 400 điểm bỏ phiếu sớm trên khắp 100 hạt của bang đã mở cửa theo kế hoạch từ nay cho đến ngày 2 tháng 11 tới. Trong đó, 76 điểm bỏ phiếu sớm mở cửa tại 25 hạt ở khu vực phía tây North Carolina nằm trong danh sách tuyên bố thảm họa liên bang. Ít hơn chút so với con số 80 điểm được lên kế hoạch trước bão Helene. 4 điểm còn lại không mở cửa như kế hoạch trước đó do ảnh hưởng nặng nhất bởi cơn bão. Bão Helene đổ bộ vào đông nam nước Mỹ đã tàn phá các thị trấn xa xôi trên khắp vùng Appalachia và cướp đi sinh mạng của ít nhất 246 người, trong đó hơn 50% số người thiệt mạng tại Bắc Carolina. Đây là cơn bão gây thương vong lớn nhất đổ bộ vào nước Mỹ kể từ bão Katrina vào năm 2005. Hiện hàng nghìn người ở khu vực phía tây North Carolina vẫn chưa có điện hoặc nước sạch. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản nhiều người đi bỏ phiếu sớm tại các hạt của bang. Theo bà Brinson Bell, thời tiết đẹp trong ngày 17 tháng 10 có thể giúp tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao trên toàn bang. Bà dự báo số cử tri đi bỏ phiếu sớm trong ngày đầu tiên tại tất cả 100 hạt có thể đạt mức cao kỷ lục. Trong các cuộc bầu cử trước, có hơn 3,6 triệu lá phiếu bầu cử sớm, chiếm 65% tổng số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020. Có 62% phiếu bầu cử sớm trong tổng số phiếu tại cuộc bầu cử năm 2016. Giới chức tại 25 hạt bị ảnh hưởng do bão Helene vẫn đang đánh giá tình hình tại các điểm bầu cử để chuẩn bị cho ngày bầu cử chính thức mùng 5 tháng 11 tới đây. Trong đó, đại đa số các điểm bỏ phiếu dự kiến mở cửa cho các cử tri đi bầu. Liên quan đến bầu cử Mỹ, các kết quả thăm dò dư luận mới nhất
cho thấy ứng cử viên phó tổng thống Harris vẫn đang dẫn trước với lợi thế rít sao. Tuy nhiên, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, cựu tổng thống Donald Trump, đang có những bước tiến tích cực, cạnh tranh quyết liệt trong bối cảnh chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ diễn ra bầu cử chính thức. Cho đến thời điểm hiện nay, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa bà Harris và ông Trump diễn ra khá cân bằng và đầy kịch tính. Trong các cuộc thăm dò mới nhất, đương kim phó tổng thống Harris vẫn đang dẫn trước đối thủ của mình, nhưng khoảng cách đang có xu hướng ngày càng thu hẹp lại. Theo kết quả thăm dò công bố ngày 17 tháng 10 của Economist phối hợp với YouGov thực hiện, bà Harris tiếp tục dẫn trước với khoảng cách 4%, có 51% số người ủng hộ so với 47% ủng hộ ông Trump. Trong khi đó, khoảng 2% số cử tri đã đăng ký cho biết họ chưa quyết định bầu cho ai. Đối với nhóm cử tri độc lập, có 46% ủng hộ bà Harris, 42% ủng hộ ông Trump. Tuy nhiên, số người chưa quyết định lên đến 12%. Trong các cuộc thăm dò của Morning Consult, ABC, Ipsos, CNN, bà Harris tiếp tục dẫn trước với khoảng cách từ 2 đến 4%. Tuy nhiên, động lực chiến thắng của bà Harris dường như đang giảm sút khi tỷ lệ ủng hộ đang có xu hướng giảm dần so với các cuộc thăm dò trước đây. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump dường như đang dần ổn định và có các bước tiến đáng ghi nhận. Trong cuộc thăm dò của Fox News công bố mới đây, ông Trump đã lấy lại vị trí dẫn trước bà Harris sau khi để thua trong các cuộc thăm dò dư luận hồi tháng 9. Ngoài ra, ông Trump cũng đón nhận các tín hiệu tích cực khi tỷ lệ ủng hộ đối với bà Harris đang có xu hướng giảm dần và ở mức thấp nhất so với các ứng cử viên của Đảng Dân Chủ trước đây trong nhóm cử tri, ví dụ như người gốc Latin vốn được xem là căn cứ vững chắc của đảng này. Dự kiến cuộc bầu cử sẽ được quyết định tại khoảng 7 bang chiến trường, thậm chí là hẹp hơn. Chỉ khoảng 2-3 bang có thể là Wisconsin và Pennsylvania. Giới chuyên gia chính trị tại Mỹ cũng nhận định cuộc bầu cử năm nay được xem là cạnh tranh nhất khi đa số dự báo trong suốt chiến dịch tranh cử vẫn ở mức 50-50. Ngày 17 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định xóa thêm 4,5 tỷ đô la Mỹ khoản nợ sinh viên cho hơn 60.000 người vay, qua đó nâng số lượng viên chức được xóa nợ từ thời sinh viên lên hơn 1 triệu người. Thông báo của Nhà Trắng cho biết đến nay, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã phê duyệt 175 tỷ đô la Mỹ để xóa nợ sinh viên cho gần 5 triệu người vay. Tuy nhiên, phía Đảng Cộng Hòa đã cho rằng cách tiếp cận xóa nợ sinh viên của Tổng thống Biden là vượt thẩm quyền và mang lại lợi ích không công bằng cho người vay có trình độ đại học, trong khi những người vay khác không nhận được sự hỗ trợ như vậy. Kế hoạch xóa nợ cho sinh viên được Tổng thống Biden đưa ra năm 2022 với chi phí ước tính khoảng 430 tỷ đô la Mỹ. Theo kế hoạch này, chính phủ sẽ xóa nợ lên tới 20.000 đô la Mỹ cho những người có mức thu nhập dưới 125.000 đô la Mỹ mỗi năm. Trong những năm gần đây, Đảng Dân chủ thúc đẩy chính phủ Mỹ xóa nợ sinh viên, trong khi đa số thành viên Đảng Cộng hòa phản đối đề xuất này. Trong khi đó, nợ sinh viên ngày càng tăng do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và lãi suất cao. Hệ quả là ngày càng nhiều người trẻ tại Mỹ khó mua được nhà hoặc đầu tư. Liên tiếp gây bất ngờ, kể từ khi chính thức ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump vào hồi tháng 7, tỷ phú Elon Musk nổi lên như một vị cố vấn có tầm ảnh hưởng, đồng thời là nhà tài trợ hàng đầu cho ứng viên Đảng Dân Chủ trên mọi phương diện. Vậy tầm ảnh hưởng của vị tỷ phú này lớn tới đâu? Tạm chưa nói đến những giá trị ẩn phía sau, nhưng những gì mà vị tỷ phú đô la Mỹ của thế giới không ngần ngại thể hiện ra bên ngoài đã đủ thấy sự ủng hộ không chỉ có giá trị bằng tiền đối với đối thủ của Phó Tổng thống Kamala Harris. Tính toán của người giàu nhất hành tinh. Hình ảnh gây sự chú ý nhiều nhất trong chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump là khi ông Elon Musk, người giàu nhất thế giới, nhảy nhót trên sân khấu làm nền cho ứng viên Đảng Cộng Hòa trong cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 5 tháng 10. Sự xuất hiện không có gì ấn tượng hơn của ông trùm công nghệ Mỹ đã tạo ra loạt meme và thu hút nhiều người quan tâm trên mạng xã hội X do chính ông sở hữu. Về mặt tài trợ, thông tin mới nhất là tỷ phú Elon Musk đã chính thức trao đủ 75 triệu đô la Mỹ trong vòng 3 tháng qua cho Ủy ban Hành động Chính trị Mỹ, America Park, do chính ông thành lập tháng 7 năm 2024 và đang nỗ lực hỗ trợ chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của cựu tổng thống Donald Trump. Hồ sơ do America Park nộp lên Ủy ban Bầu cử Liên bang mới đây xác nhận việc tỷ phú Elon Musk đã quyên góp 15 triệu đô la Mỹ vào tháng 7, 30 triệu đô la Mỹ vào tháng 8 và 30 triệu đô la Mỹ nữa vào tháng 9. Ông vẫn là nhà tài trợ duy nhất của siêu ủy ban hành động chính trị này. Giới phân tích bình luận, bằng cách này, ông Elon Musk đang tìm cách giành được ảnh hưởng lớn trong nền chính trị của Đảng Cộng Hòa và rất có thể là chính quyền thứ hai của ông Donald Trump. Còn giới quan sát cho rằng, với sự ủng hộ không giới hạn dành cho cựu Tổng thống, ông Musk không chỉ bày tỏ mong muốn ông Trump trở lại Nhà Trắng, mà còn cho thấy tham vọng dấn thân vào chính trường của vị tỷ phú công nghệ Mỹ. Không bình luận về tham vọng của ông Musk, diễn biến trên thực tế cho thấy rõ cú quay xe khá bất ngờ,
từ một người không quan tâm đến chính giới, duy trì lập trường cân bằng giữa lưỡng đảng như nhiều doanh nhân khác. Tỷ phú Elon Musk công khai bày tỏ lập trường chính trị và tất tay ủng hộ ứng viên Cộng hòa Donald Trump. Ông trùm công nghệ Elon Musk nắm trong tay giá trị tài sản ròng là 246,5 tỷ đô la Mỹ. Từng cho biết, ông đã hỗ trợ tài chính cho cả ứng cử viên của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ trong các chiến dịch trước đây, không thể hiện rõ ràng sự ưu tiên cho bất kỳ đảng nào. Tuy nhiên, sau vụ ông Trump bị ám sát hụt vào ngày 13 tháng 7, ông Elon Musk đã công khai ủng hộ ứng cử viên của Đảng Cộng hòa và trở thành người ủng hộ nhiệt thành nhất kể từ đó. Tỷ phú công nghệ ca ngợi sức mạnh của ông Trump sau vụ việc trên, khẳng định cựu tổng thống phải chiến thắng để bảo vệ hiến pháp cả nền dân chủ Mỹ. Hãng tin Reuters sau đó bình luận, tỷ phú Elon Musk đã nổi lên như một trong những nhà tài trợ hàng đầu của Đảng Cộng hòa trên mọi phương diện. Tiền, America Park và mạng xã hội X. Vậy tầm ảnh hưởng của tỷ phú Elon Musk tới đâu? Ảnh hưởng của ông Musk là tiền, America Park và mạng xã hội X. Ông ấy không ngại sử dụng cả ba công cụ này để thúc đẩy ủng hộ ông Trump. Larry Sabato, giám đốc trung tâm hành chính thuộc Đại học Virginia nói. Tính tới ngày 16 tháng 10, theo Forbes, ông Elon Musk có khối tài sản 246,8 tỷ đô la Mỹ, gấp khoảng 9 lần so với đầu năm 2020 và rất có thể trở thành tỷ phú nghìn tỷ đô la Mỹ đầu tiên trên thế giới. Tỷ phú Elon Musk là người đồng sáng lập 7 công ty, bao gồm nhà sản xuất ô tô điện Tesla, là nhà sản xuất tên lửa SpaceX và công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI. Theo Forbes, tài sản của tỷ phú công nghệ đến chủ yếu từ SpaceX, nhưng tính riêng khoảng 12% cổ phần mà ông sở hữu tại Tesla, chưa bao gồm quyền chọn cũng đã là khối tài sản siêu khủng. Tính tới ngày 16 tháng 10, Tesla có vốn hóa 701 tỷ đô la Mỹ, cổ phiếu của công ty này có giá khoảng 30 đô la Mỹ vào đầu năm 2020 và hiện là khoảng 220 đô la Mỹ. Về ảnh hưởng xã hội tại Mỹ, tỷ phú Musk được cho là đang sử dụng tài khoản mạng xã hội X với 200 triệu người theo dõi và thường xuyên đăng tải những thông điệp hậu thuẫn cho chiến dịch của ông Trump. Giáo sư Đại học bang Arizona Mahat nhận xét, vào đúng chặng nước rút trong cuộc đua vào Nhà Trắng, sự xuất hiện tích cực của người nhiều tiền nhất thế giới bên cạnh ứng cử viên Donald Trump đại diện cho một thế lực mới trong chính trường Mỹ. Gã khổng lồ công nghệ không chỉ có khối tài sản cách xù mà còn có tầm ảnh hưởng rất lớn tới truyền thông. Giáo sư Hart nhấn mạnh, hành động của tỷ phú Musk trong những tuần tới có thể tác động đáng kể đến kết quả bầu cử và bối cảnh chính trị Mỹ trong tương lai. Tỷ phú Musk có thể trở thành vua thế giới này. Trên thực tế, theo giới thạo tin, America Park âm thầm trở thành đối tác tài chính trong chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Trump. Ủy ban này được cho là đang làm việc có hiệu quả, đúng như mục đích ban đầu, là tăng cường tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cho ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trên khắp các tiểu bang chiến trường, nơi có sự cạnh tranh gay gắt, thậm chí có thể quyết định kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 vào ngày 5 tháng 11 tới đây. Sự hiện diện của America Park với khoảng 400 người vận động trên mỗi tiểu bang, thậm chí lấn át chính chiến dịch tranh cử của ông Trump, cũng như các nhóm khác tham gia vào hoạt động vận động cử tri đi bỏ phiếu. Đây cũng là nhóm duy nhất có tham vọng hoàn thành 3 vòng bỏ phiếu của cử tri mục tiêu trước cuộc bầu cử vào tháng 11 tới đây. America Park cho biết, đến nay đã chi khoảng 30 triệu đô la Mỹ hoặc 40% nguồn tài trợ của mình cho hoạt động trực tiếp của riêng ông Trump. Phần còn lại được chuyển cho công tác thực địa, tác động tới các ứng cử viên bỏ phiếu và quảng cáo qua thư ủng hộ ứng cử viên Trump. Nhà sử học Alan Lichtman, người nổi tiếng với hệ thống dự đoán bầu cử Tổng thống Mỹ, chìa khóa Nhà Trắng, đã gợi ý rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể chứng tỏ là điểm yếu của Đảng Dân Chủ khi đảng này tìm cách tái đắc cử với ứng cử viên Kamala Harris. Hệ thống dự đoán bầu cử Tổng thống Mỹ của ông Lichtman xoay quanh 13 chìa khóa, đánh giá vị thế của đảng đương nhiệm dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm nền kinh tế, chính sách đối ngoại và chính trị trong nước. Nếu 6 hoặc nhiều hơn trong số 13 chìa khóa là sai, đảng đương nhiệm được dự đoán sẽ thua cuộc bầu cử. Nếu 5 hoặc ít hơn 5 tuyên bố sai, đảng này được dự đoán sẽ thắng. Dựa trên mô hình này, ông Lichtman đã chính thức dự đoán rằng bà Harris sẽ thắng cử, mặc dù hệ thống này không phải là không có những lời chỉ trích. Ông Lichtman cho biết trong một cuộc phỏng vấn phát trực tiếp trên kênh YouTube hôm 16 tháng 10 để trả lời câu hỏi về những chìa khóa mà đảng Dân Chủ có thể gặp nguy cơ mất. Chìa khóa không ổn định nhất là chìa khóa thành công trong chính sách đối ngoại. Tôi đã đưa ra chìa khóa đó cho chính quyền vì Tổng thống Joe Biden là người đã tập hợp Liên minh phương Tây ngăn Tổng thống Nga Vladimir Putin tấn công Ukraine và truy đuổi các đồng minh NATO của chúng ta, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Mỹ. Mặc dù ông cho biết sự ủng hộ của Mỹ đã giúp Ukraine sống sót trong hơn 2 năm rưỡi, thậm chí còn cho phép họ xâm nhập vào nước Nga láng giềng, ông đã cảnh báo rằng chiến tranh là thứ luôn thay đổi. Giáo sư của Đại học Mỹ cho biết, và tôi cho rằng có thể xảy ra thảm họa ở Ukraine.
Trong một email gửi cho Newsweek ngày 18 tháng 10, ông Lichtman đã làm rõ, nó chỉ là thứ yếu nhất so với các cuộc chiến khác vì chiến tranh là không chắc chắn. Tuy nhiên, đến giờ tôi tin rằng nó sẽ không đảo ngược, mặc dù vậy, một lần lật ngược sẽ không thay đổi dự đoán. Lichtman được biết đến với cái tên là Nostradamus của bầu cử Mỹ vì thành tích ấn tượng của ông trong việc dự đoán kết quả của các cuộc đua giành chức tổng thống trong hơn 40 năm qua bằng mô hình dự đoán chìa khóa vào Nhà Trắng. Ông là một trong số ít chuyên gia dự đoán chính xác cuộc bầu cử năm 2016 cho cựu Tổng thống Donald Trump và dự đoán chiến thắng cho Tổng thống Joe Biden vào năm 2020. Hiện ông dự đoán bà Harris sẽ là Tổng thống tiếp theo của Mỹ. 13 chìa khóa, như được nhà sử học nêu ra trong một bài báo năm 2012 cho tạp chí Giáo dục Xã hội là nhiệm vụ của Đảng. Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Đảng đương nhiệm nắm giữ nhiều ghế hơn tại Hạ viện Hoa Kỳ so với sau các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trước đó. Không có bỏ phiếu sơ bộ. Không có cuộc bỏ phiếu nghiêm túc nào cho đề cử của Đảng đương nhiệm. Người đương nhiệm tìm cách tái đắc cử. Ứng cử viên của Đảng đương nhiệm là Tổng thống đương nhiệm. Không có Đảng thứ ba. Không có chiến dịch của Đảng thứ ba hoặc độc lập đáng kể nào. Nền kinh tế mạnh trong ngắn hạn. Nền kinh tế không suy thoái trong chiến dịch tranh cử. Nền kinh tế mạnh trong dài hạn. Tăng trưởng kinh tế bình quân đầu người thực tế trong nhiệm kỳ bằng hoặc vượt quá mức tăng trưởng trung bình trong hai nhiệm kỳ trước. Thay đổi chính sách lớn. Chính quyền đương nhiệm thực hiện những thay đổi lớn trong chính sách quốc gia. Không có bất ổn xã hội. Không có bất ổn xã hội kéo dài trong nhiệm kỳ. Không có bê bối. Chính quyền đương nhiệm không bị ảnh hưởng bởi bê bối lớn. Không có thất bại về đối ngoại hoặc quân sự. Chính quyền đương nhiệm không gặp thất bại lớn nào trong các vấn đề đối ngoại hoặc quân sự. Thành công lớn về đối ngoại hoặc quân sự. Chính quyền đương nhiệm đạt được thành công lớn trong các vấn đề đối ngoại hoặc quân sự. Người đương nhiệm có sức lôi cuốn. Ứng cử viên của Đảng đương nhiệm có sức lôi cuốn hoặc là anh hùng dân tộc. Đối thủ không có sức lôi cuốn. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ không có sức lôi cuốn hoặc là anh hùng dân tộc. Thưa quý vị, giới chức Mỹ ngày 19 tháng 10 đã bác bỏ nghi vấn các hộp đựng phiếu bầu tổng thống qua thư ở bang Minnesota đã bị động tay động chân do sơ suất của nhân viên bầu cử. Hãng tin CNN dẫn lời các quan chức ở bang Minnesota, Mỹ cho biết họ đã sa thải nhân viên bầu cử phụ trách việc vận chuyển các hộp đựng phiếu bầu qua thư với lý do tắc trách trong công việc. Cụ thể, nhân viên phiếu bầu cử trên đã để cốp xe mở, có chứa hơn chục hộp đựng phiếu bầu bên ngoài tòa thị chính thành phố Edina thuộc bang Minnesota và rời đi. Hình ảnh cốp xe bị mở với hơn chục hộp đựng phiếu không ai trông giữ, sau đó đã được các đảng viên Cộng hòa và những người ủng hộ ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội, làm dấy lên nghi vấn xoay quanh công tác an ninh đối với phiếu bầu qua thư. Chính quyền thành phố Edina và quận Hennepin ở bang Minnesota sau đó đã phải đưa ra thông cáo cùng hình ảnh trích xuất từ camera an ninh để khẳng định sơ suất của nhân viên bầu cử trên không tạo cho các đối tượng xấu cơ hội để động tay động chân vào các hộp phiếu trên. Thông cáo từ chính quyền quận Hennepin viết, nhân viên bầu cử đó không tuân thủ quy trình mang phiếu bầu từ thùng bỏ phiếu tới văn phòng bầu cử nên người này đã bị sa thải. Quận Hennepin thừa nhận đã để xảy ra sai sót trong quy trình bỏ phiếu. Điều này không nên xảy ra và không thể chấp nhận được. Quận và đơn vị vận chuyển sẽ có các biện pháp khắc phục nhằm ngăn ngừa sự việc trên tái diễn. Được biết, bang Minnesota hiện có 10 phiếu đại cử tri. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, ứng cử viên Đảng Dân Chủ khi đó là ông Joe Biden đã giành được số phiếu bầu vượt xa so với đối thủ từ Đảng Cộng Hòa khi đó là Tổng thống Mỹ Donald Trump ở bang Minnesota và có được toàn bộ số phiếu đại cử tri tại bang này. Ngoại trưởng Hungary mới đây tuyên bố chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 sẽ là kết quả tốt nhất cho quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU này. Tại cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti vào ngày 15 tháng 10, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó cho biết, chúng tôi rất tự hào về việc cựu Tổng thống Donald Trump thường nhắc đến mối quan hệ thân thiện của ông với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Hai người họ có mối quan hệ tuyệt vời cả về mặt cá nhân lẫn công việc. Họ đã có sự hợp tác tuyệt vời trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Kể từ đó, họ vẫn duy trì mối quan hệ này. Từ góc độ của chúng tôi, sẽ tốt hơn cho Hungary nếu ông Trump tái đắc cử. Tuy nhiên, ông Szijjártó khẳng định Budapest sẽ tôn trọng sự lựa chọn của cử tri Mỹ bất kể kết quả bầu cử tổng thống ở xứ cờ hoa ra sao vào ngày 5 tháng 11 tới. Trong các phát biểu trước đó, nhà ngoại giao hàng đầu Hungary nhấn mạnh quan hệ giữa đất nước của ông với Mỹ mạnh mẽ nhất khi ông Trump còn nắm quyền ở Nhà Trắng và việc cựu Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mỹ này tái đắc cử sẽ cải thiện cơ hội đảm bảo hòa bình trên thế giới.
Ông Sajid Sato cũng lên án đối thủ của ông Trump, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris của Đảng Dân Chủ, vì những bình luận liên quan đến Thủ tướng Hungary. Trong tuần trước, khi trả lời phỏng vấn đài CBS, bà Harris đã mô tả ông Orbán là kẻ độc tài, chuyên quyền. Ngoại trưởng Hungary nói, điều này thật vô lý, không thể chấp nhận được khi nói về Thủ tướng của chúng tôi theo cách như vậy. Nó cho thấy sự thiếu tôn trọng hoàn toàn đối với ông ấy và người dân Hungary. Đồng thời lưu ý các phát biểu của bà Harris chắc chắn không phải là một khởi đầu tốt nhất cho bất kỳ mối quan hệ nào trong tương lai. Từ đầu tháng 10 đến nay, Phó Tổng thống Kamala Harris đã tụt dốc. Xếp hạng của bà trên toàn quốc và 7 bang chiến địa đều sụt giảm. Dẫu sao vẫn mong manh le lói ở hai tuần cuối, trước thềm cuộc bầu cử kịch tính nhất lịch sử nước Mỹ. Sốc ở chỗ xu thế suy yếu của bà, ngược với tính hung tợn hơn của cựu Tổng thống Donald Trump. Điển hình là việc đặt điều của ông về dân nhập cư ăn thịt mèo và chính quyền Biden lờ đi hai trận cuồng phong Helen và Milton. Trong khi ứng cử viên Harris bị hạ điểm tại các bang chiến trường chịu cuồng phong tàn phá, điểm thăm dò của ông Trump về nhập cư tăng trong ngỡ ngàng. Hai hiện tượng khác có thể kéo bà Harris xuống thêm. Né báo chí khiến bà mắc nhiều lỗi trong các cuộc phỏng vấn dồn dập gần đây, chưa kể thất bại tranh luận của đồng hành Tim Walz. Việc công bố hồ sơ bổ sung bom tấn 165 trang về vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1, hệt giai đoạn truy tố đầu tiên, lại làm trào lên làn sóng bênh bị cáo. Hết đường lui, bà Harris bất ngờ chấp nhận phỏng vấn vào tối ngày 16 tháng 10 tại Fox News, kênh được Đảng Cộng Hòa thích nhất. Không ngoài dự đoán, cuộc đối thoại kéo dài 25 phút đã trở thành cuộc đối đầu tóe lửa từ đầu tới cuối ở khung giờ phục vụ 7,1 triệu khán giả. Vậy mà bà Harris không bị quật ngã như ai nấy đều tin lượng. Các giọng điệu cực đoan đều hạ tông. The Washington Examiner chỉ nói, bà Harris không vui tại cuộc đối kháng nhất, trong khi Caroline Leavitt, phát ngôn của ứng cử viên Donald Trump, lần đầu tiên thay vì thoá mạ, nói rằng cuộc khẩu chiến khó khăn nhưng công bằng. Còn trưởng ban chính trị Brett Baier của Fox News thừa nhận đối phương gây tranh cãi hơn rất nhiều so với những gì mà ông nghĩ. Liều mình của ứng cử viên Harris là khoảnh khắc đặc biệt. Simon Sanders dẫn chương trình MSNBC thấy bà bám sát lý do của cuộc phỏng vấn và không mắc bẫy nhà báo thua lỗ. Còn tỷ phú Mark Cuban khen bà không bịa chuyện và chưa bao giờ chơi lá bài nạn nhân. Thế thấp của bà Harris qua thăm dò vẫn chưa được phục hồi khi chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử. Ở 7 bang chiến trường, ứng cử viên Donald Trump thoá mạ đối thủ tợn hơn, dày hơn. Các cuộc thăm dò tuy thế không phản ánh các hiện tượng có khả năng lật ngược số liệu thống kê. Lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm ở vài bang chiến địa, nhất là Georgia, tăng vọt, được cho là có lợi cho Đảng Dân Chủ. Chưa kể cuộc điều tra của Newsweek cho thấy làn sóng nội dung chống ứng cử viên Donald Trump lớn gấp đôi ứng viên Harris trên nền tảng TikTok, mà tầm ảnh hưởng của nó trở nên không thể phủ nhận trong bầu cử tổng thống vào năm 2024, theo Fast Company. Trong khi đó, theo số liệu khảo sát mới công bố, ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump đang dẫn trước đối thủ Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris ở cả 7 bang chiến địa, nhưng với khoảng cách không đáng kể. Các bang chiến địa là những bang không có xu hướng nhất quán bỏ phiếu cho các ứng cử viên của một trong hai đảng, Cộng Hòa hoặc Dân Chủ, và thường là những bang có vai trò quyết định kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, các bang thuộc nhóm này gồm Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Bắc Carolina, Georgia, Arizona và Nevada. Cuối tuần qua, các ứng cử viên giáo diết thực hiện chiến dịch vận động tại bang Michigan. Đây được đánh giá là bang có mức độ cạnh tranh gay gắt nhất, khi các kết quả thăm dò chỉ ra hai ứng cử viên đang bám đuổi sát sao về tỷ lệ cử tri ủng hộ. Thưa quý vị, nhà sử học Alan Lichtman, người nổi tiếng với hệ thống dự đoán bầu cử Tổng thống Mỹ, chìa khóa Nhà Trắng, đã gợi ý rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể chứng tỏ là điểm yếu của Đảng Dân Chủ khi đảng này tìm cách tái đắc cử với ứng cử viên Kamala Harris. Hệ thống dự đoán bầu cử Tổng thống Mỹ của ông Lichtman xoay quanh 13 chìa khóa, đánh giá vị thế của đảng đương nhiệm dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm nền kinh tế, chính sách đối ngoại và chính trị trong nước. Nếu 6 hoặc nhiều hơn trong số 13 chìa khóa là sai, đảng đương nhiệm được dự đoán sẽ thua cuộc bầu cử. Nếu 5 hoặc ít hơn 5 tuyên bố sai, đảng này được dự đoán sẽ thắng. Dựa trên mô hình này, ông Lichtman đã chính thức dự đoán rằng bà Harris sẽ thắng cử, mặc dù hệ thống này không phải là không có những lời chỉ trích. Ông Lichtman cho biết trong một cuộc phỏng vấn phát trực tiếp trên kênh YouTube hôm 16 tháng 10 để trả lời câu hỏi về những chìa khóa mà đảng Dân Chủ có thể gặp nguy cơ mất, chìa khóa không ổn định nhất là chìa khóa thành công trong chính sách đối ngoại.
Tôi đã đưa ra chìa khóa đó cho chính quyền vì Tổng thống Joe Biden là người đã tập hợp Liên minh phương Tây ngăn Tổng thống Nga Vladimir Putin tấn công Ukraine và truy đuổi các đồng minh NATO của chúng ta, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh quốc gia của Mỹ. Mặc dù ông cho biết sự ủng hộ của Mỹ đã giúp Ukraine sống sót trong hơn 2 năm rưỡi, thậm chí còn cho phép họ xâm nhập vào nước Nga láng giềng, ông đã cảnh báo rằng chiến tranh là thứ luôn thay đổi. Giáo sư của Đại học Mỹ cho biết, và tôi cho rằng có thể xảy ra thảm họa ở Ukraine. Trong một email gửi cho Newsweek ngày 18 tháng 10, ông Lichtman đã làm rõ, nó chỉ là thứ yếu nhất so với các cuộc chiến khác vì chiến tranh là không chắc chắn. Tuy nhiên, đến giờ tôi tin rằng nó sẽ không đảo ngược, mặc dù vậy, một lần lật ngược sẽ không thay đổi dự đoán. Lichtman được biết đến với cái tên là Nostradamus của bầu cử Mỹ vì thành tích ấn tượng của ông trong việc dự đoán kết quả của các cuộc đua giành chức tổng thống trong hơn 40 năm qua bằng mô hình dự đoán chìa khóa vào Nhà Trắng. Ông là một trong số ít chuyên gia dự đoán chính xác cuộc bầu cử năm 2016 cho cựu tổng thống Donald Trump và dự đoán chiến thắng cho tổng thống Joe Biden vào năm 2020. Hiện ông dự đoán bà Harris sẽ là tổng thống tiếp theo của Mỹ. 13 chìa khóa, như được nhà sử học nêu ra trong một bài báo năm 2012 cho tạp chí Giáo dục Xã hội là nhiệm vụ của Đảng. Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Đảng đương nhiệm nắm giữ nhiều ghế hơn tại Hạ viện Hoa Kỳ so với sau các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ trước đó. Không có bỏ phiếu sơ bộ. Không có cuộc bỏ phiếu nghiêm túc nào cho đề cử của Đảng đương nhiệm. Người đương nhiệm tìm cách tái đắc cử. Ứng cử viên của Đảng đương nhiệm là Tổng thống đương nhiệm. Không có Đảng thứ ba. Không có chiến dịch của đảng thứ ba hoặc độc lập đáng kể nào. Nền kinh tế mạnh trong ngắn hạn. Nền kinh tế không suy thoái trong chiến dịch tranh cử. Nền kinh tế mạnh trong dài hạn. Tăng trưởng kinh tế bình quân đầu người thực tế trong nhiệm kỳ bằng hoặc vượt quá mức tăng trưởng trung bình trong hai nhiệm kỳ trước. Thay đổi chính sách lớn. Chính quyền đương nhiệm thực hiện những thay đổi lớn trong chính sách quốc gia. Không có bất ổn xã hội. Không có bất ổn xã hội kéo dài trong nhiệm kỳ. Không có bê bối. Chính quyền đương nhiệm không bị ảnh hưởng bởi bê bối lớn. Không có thất bại về đối ngoại hoặc quân sự. Chính quyền đương nhiệm không gặp thất bại lớn nào trong các vấn đề đối ngoại hoặc quân sự. Thành công lớn về đối ngoại hoặc quân sự. Chính quyền đương nhiệm đạt được thành công lớn trong các vấn đề đối ngoại hoặc quân sự. Người đương nhiệm có sức lôi cuốn. Ứng cử viên của đảng đương nhiệm có sức lôi cuốn hoặc là anh hùng dân tộc. Đối thủ không có sức lôi cuốn. Ứng cử viên của đảng Dân chủ không có sức lôi cuốn hoặc là anh hùng dân tộc. Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, đang dẫn trước đối thủ Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris, ở cả 7 bang chiến địa, bao gồm Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Arizona và Nevada, nhưng với khoảng cách không đáng kể. Theo phân tích ở các kết quả thăm dò mới nhất do chuyên trang khảo sát Real Clear Politics thực hiện, tính trung bình ở 7 bang này, 48,3% số người được hỏi sẵn sàng ủng hộ ông Trump, cao hơn một chút so với mức 47,5% cho biết sẽ bỏ phiếu cho bà Harris. Cụ thể, ông Donald Trump đang dẫn trước bà Kamala Harris 1,4 điểm phần trăm ở bang Arizona và 1,1 điểm phần trăm ở bang Georgia. Tại bang North Carolina, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dẫn trước bà Kamala Harris 1 điểm phần trăm, tại bang Michigan là 0,9 điểm phần trăm và tại bang Nevada và Pennsylvania là 0,5 điểm phần trăm, tại bang Wisconsin là 0,1 điểm phần trăm. Hiện các ứng cử viên giáo diết thực hiện các chiến dịch vận động tại bang Michigan. Đây được đánh giá là bang có mức độ cạnh tranh gay gắt nhất khi các kết quả thăm dò chỉ ra hai ứng cử viên đang bám đuổi sát sao về tỷ lệ cử tri ủng hộ. Ông Donald Trump tranh thủ vận động sự ủng hộ từ nhóm cử tri người Mỹ gốc Ả Rập ở Michigan khi nhóm này bất đồng với chính sách của Đảng Dân Chủ cầm quyền liên quan đến các cuộc giao tranh ở dải Gaza hiện nay. Với nhóm cử tri này, ông Donald Trump khẳng định mong muốn hòa bình ở Trung Đông và sự lãnh đạo của Washington góp phần đạt được mục tiêu này. Trong khi đó, bà Kamala Harris cũng chào đón các thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Ả Rập đến sự kiện vận động tranh cử của mình với những phát biểu hướng tới sự chú ý triển vọng hòa bình tại Trung Đông sau khi có một tin tức thủ lĩnh của lực lượng Hamas Yahya Sinwar đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel. Bang Trung Tây này có khoảng 8,4 triệu cử tri và sẽ mang về cho người chiến thắng 15 phiếu đại cử tri trong số 270 phiếu cần thiết để giành chiến thắng chung cuộc. Đây có thể là một con số quyết định. Ông Donald Trump từng giành chiến thắng tại bang Michigan với 11.000 phiếu bầu vào năm 2016. Năm 2020, cũng tại bang Michigan, ông Trump bị đối thủ từ Đảng Dân Chủ là đương kim Tổng thống Joe Biden đánh bại với 155.000 phiếu bầu. Theo cuộc thăm dò của Reuters IPSOS trên toàn quốc,
có lợi thế dẫn trước của bà Harris đã thu hẹp khoảng cách từ khoảng 7 điểm phần trăm vào cuối tháng 9 xuống còn khoảng 3 điểm phần trăm. Trong một diễn biến đáng chú ý, theo nhận định của tờ Wall Street Journal, nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ thứ hai của ông Donald Trump nếu diễn ra có thể tạo ra những thay đổi sâu sắc với quan hệ thương mại toàn cầu. Ông Donald Trump đã sử dụng thuế quan như một công cụ ngoại giao mạnh mẽ trong nhiệm kỳ đầu tiên, nhưng nhiệm kỳ thứ hai ông có thể sẽ đánh dấu một giai đoạn mới khi thuế quan không còn chỉ là phương tiện đàm phán mà trở thành mục tiêu quan trọng hơn là làm thay đổi hoàn toàn cục diện thương mại quốc tế. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Donald Trump đã sử dụng thuế quan để tạo ra áp lực đối với các đối tác thương mại như Trung Quốc và EU, đồng thời đàm phán các hiệp định như Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA thành Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada. Tuy nhiên, nếu quay lại Nhà Trắng, ông Donald Trump có thể thực hiện chính sách thuế quan mạnh tay hơn với mức thuế dự kiến cao nhất kể từ những năm 1930. Theo tờ Wall Street Journal ngày 17 tháng 10, các thành viên Đảng Dân Chủ cho rằng Phó Tổng thống Kamala Harris vẫn chưa thể thuyết phục được cử tri với tư cách là ứng cử viên Tổng thống có thể quản lý nền kinh tế tốt hơn. Một nhiệm vụ mà họ cho là rất quan trọng để xây dựng vị thế dẫn đầu tại các bang chiến trường trong cuộc đua Nhà Trắng. Họ cho rằng Phó Tổng thống Harris đang gặp nhiều thách thức trong việc thuyết phục cử tri rằng bà có thể giải quyết tốt vấn đề kinh tế hơn cựu Tổng thống Donald Trump, người đang dẫn trước về khả năng quản lý nền kinh tế. Mặc dù bà Harris đã có những sáng kiến như giảm chi phí thuốc men và hỗ trợ phụ huynh học sinh, bà vẫn chưa tạo được sự kết nối mạnh mẽ với cử tri. Các chiến lược gia của Đảng Dân Chủ lưu ý rằng bà Harris cần một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn để làm suy giảm lợi thế của ông Trump, đặc biệt là khi cử tri vẫn nghi ngờ về thành tựu kinh tế của chính quyền Biden-Harris. Theo các cuộc thăm dò gần đây, mặc dù Phó Tổng thống Harris đã cải thiện được vị thế của mình trong các cuộc khảo sát, song bà vẫn chưa tạo ra sự kết nối mạnh mẽ với các cử tri về vấn đề kinh tế. Điều này đặc biệt quan trọng khi ông Trump vẫn giữ được lợi thế về khả năng thúc đẩy một nền kinh tế mạnh mẽ trước đại dịch COVID-19 trong nhiệm kỳ của mình. Ivan Rossmith, nhà thăm dò ý kiến thuộc sáng kiến Blueprint của Đảng Dân Chủ, cho rằng bà Harris đang đối mặt với thách thức lớn nhất trong việc truyền tải thông điệp kinh tế của mình. Khi chính quyền Biden-Harris bị cho là không thuyết phục được cử tri về cách giải quyết các vấn đề kinh tế. Trong cuộc tranh luận gần đây, Phó Tổng thống Harris đã bỏ lỡ cơ hội để chứng minh rằng bà có kế hoạch khả thi giúp giải quyết các mối quan tâm hàng đầu của cử tri, như lạm phát và chi phí sinh hoạt. Như cuộc thăm dò của Wall Street Journal chỉ ra, một phần lớn cử tri vẫn lo ngại về việc giá cả tăng cao và họ cảm thấy ông Trump sẽ là lựa chọn tốt hơn để kiểm soát tình hình này. Trong số các cử tri lo ngại về lạm phát, ông Trump nhận được tới 71% sự ủng hộ, trong khi bà Harris gặp khó khăn trong việc thuyết phục nhóm này. Một số nhà phân tích cho rằng bà Harris cần một cách tiếp cận mạnh mẽ hơn để phản bác lại danh tiếng của ông Trump về thành tích kinh tế. Chiến lược gia kỳ cựu của Đảng Cộng Hòa Mike Murphy nhận định, bà ấy, tức Harris, cần làm rõ hơn kế hoạch kinh tế của mình và phải bắt đầu làm điều đó ngay bây giờ. Theo ông Murphy, bà Harris đã không tận dụng cơ hội trong cuộc tranh luận để tạo ra sự khác biệt đáng kể so với ông Trump về vấn đề này. Trước tình hình này, Đảng Dân Chủ hy vọng rằng những tin tức kinh tế tích cực gần đây như lạm phát giảm và thu nhập hộ gia đình tăng trở lại mức trước COVID-19 có thể giúp bà Harris cải thiện vị thế. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng mà bà Harris cần trả lời là liệu người Mỹ có cảm thấy họ đang sống tốt hơn so với 4 năm trước hay không? Cử tri Mỹ hiện dường như vẫn chưa thuyết phục được về điều đó và họ cho rằng ông Trump sẽ quản lý nền kinh tế tốt hơn bà Harris. James Carville, chiến lược gia kỳ cựu của Đảng Dân Chủ cho biết, quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed về việc cắt giảm lãi suất có thể giúp cải thiện tình hình, dù rằng Phó Tổng thống Harris vẫn cần phải làm rõ cách bà sẽ giúp cử tri đạt được lợi ích kinh tế mà không phụ thuộc vào các chính sách của ông Trump. Ông Carville nói, bà Harris có thể thuyết phục cử tri rằng họ sẽ mất đi lợi ích nếu ông Trump trở lại nắm quyền. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Trump đã lập luận rằng chương trình nghị sự kinh tế của bà Harris không có gì mới mà chỉ tiếp tục các chính sách của Tổng thống Biden, vốn không được cử tri tín nhiệm. Một quảng cáo video trong chiến dịch tranh cử của ông Trump nhấn mạnh rằng bà Harris không có kế hoạch riêng mà chỉ sao chép Bidenomics, thuật ngữ dùng để mô tả các chính sách kinh tế của chính quyền ông Biden. Vì vậy, nhiều nhà phân tích vẫn hoài nghi về khả năng của bà Harris trong việc thay đổi quan điểm của cử tri về thành tích kinh tế của ông Trump. Michael Robert, nhà thăm dò ý kiến của Đảng Cộng Hòa, chỉ ra rằng người Mỹ đã liên tục bi quan về nền kinh tế kể từ năm 2008, trừ hai năm 2018 và 2019 khi ông Trump làm tổng thống. Ông Robert nhận định, sự bi quan này vẫn chưa giảm trong giai đoạn từ 2021 đến 2024. Và điều này là tin xấu với bà Harris. Gần đây, bà Harris đã đưa ra các đề xuất và sáng kiến về việc giảm chi phí thuốc, hỗ trợ phụ huynh và chống đầu cơ giá thực phẩm. Mặc dù các sáng kiến này thu hút sự ủng hộ trong các cuộc thăm dò, nhưng chúng chưa được trình bày một cách cụ thể và đáng tin cậy với cử tri. Nhà phân tích Rita Serra cho rằng,
các ý tưởng này còn mơ hồ và khó lòng tạo được sự kết nối với tầng lớp lao động ở các bang dao động, những người mà bà Harris cần thu hút nhất. Trong khi đó, ông Trump đã tuyên bố sẽ không tham gia cuộc tranh luận thứ hai. Điều này có thể tạo thêm thách thức cho bà Harris trong việc trình bày quan điểm của mình trước công chúng. Mike Murphy nhận xét, nếu bà Harris có thể kết nối với cử tri về vấn đề kinh tế, bà ấy sẽ ở vị thế mạnh mẽ. Nếu không, ông Trump có thể giành chiến thắng. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.